Và ngược lại, lương tâm là tiếng nói Chúa Thánh Thần nói cho chúng ta một cách không bằng âm thanh, nhưng mọi người chúng ta nghe được Chúa Thánh Thần một cách rõ mồn một, trong từng hành động, trong từng việc làm, trong từng tư tưởng, trong từng dấu kín chúng ta. Tiếng lương tâm Chúa Thánh Thần nói cho chúng ta như thế là xấu, như thế là sai, như thế là không tốt, như thế là thiếu nhiệt thành, thiếu hăng say, thiếu yêu mến, thiếu tin yêu. Và như kia mới là tốt, là hay, là đẹp, là sốt sáng, là nhiệt thành, là phấn khởi, là yêu thương, là lạc quan, là yêu đời, và tích cực là nhiệt thành. Anh chị em rất thân mến, mọi người chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích rửa tội, qua bí tích thêm sức và qua các bí tích sức dầu thánh. Mọi người chúng ta đều là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã rất nhiều lần được nhắc nhở nhớ tới Chúa Thánh Thần trong mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba trong mầu nhiệm một Thiên Chúa, chứ không phải ba Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta công khai tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Thánh Thần. Mỗi khi chúng ta đọc kinh sáng danh, vinh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta lại tuyên xưng Chúa Thánh Thần. Rồi khi chúng ta đọc kinh Tin Kính mỗi Chúa Nhật và mỗi lễ long trọng như hôm nay, chúng ta tin Chúa Cha đứng tạo dựng nên trời đất, chúng ta tin Chúa Giêsu đứng cứu chuộc nhân loại, và chúng ta tin Chúa Thánh Thần thánh hóa nhân loại. Và Chúa Giêsu cũng đã khẳng định lại cho chúng ta trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Thánh Gioan lập lại: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi, đó là Thần Khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì Người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì Người ấy bị cầm giữ. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, chúng ta không thể đi sâu vào việc tìm hiểu về mầu nhiệm và mối tương quan giữa mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Chúng ta chỉ xác tín một điều mà Thánh Phaolô dạy cho chúng ta: nguồn gốc khởi đầu Chúa Thánh Thần, bản chất Chúa Thánh Thần, chúng ta chỉ biết tối thiểu qua lời mặc khải của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta một cách để chúng ta tin Chúa Giêsu, để tin Chúa Thánh Thần và xác tín Chúa Thánh Thần đang ở với chúng ta. Nhất là sau khi Chúa Giêsu về trời thì Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha cho Chúa Thánh Thần xuống tiếp nối công việc của Ngài. Vì thế thời đại của chúng ta ngày hôm nay là thời đại Chúa Thánh Thần. Nhưng chúng ta không nên tách biệt ba ngôi Thiên Chúa riêng lẻ, độc lập với nhau, mà Thiên Chúa chỉ có một. Cho nên trong mầu nhiệm Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, chúng ta tin và thờ phượng yêu mến tất cả trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Giêsu, không nên tách bạch, vì nhiều người trong chúng ta sẽ không hiểu được và đôi khi hiểu sai. Vậy hôm nay chúng ta hãy xác tín hoa trái của Chúa nói chung và của Chúa Thánh Thần nói riêng. Thánh Phaolô đã để lại cho chúng ta một cái xác tín như sau:
Hoa trái dấu chỉ của Chúa Thánh Thần là bác ái, là hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, không có luật nào chống lại những điều như thế. Tóm lại, tất cả những gì tốt đẹp, cao cả, thánh thiện, bao la về lòng nhân ái cũng như về các cái việc hùng vĩ vĩ đại hiện nay trên thế giới đều có một nguồn gốc là Chúa. Cái riêng đó là hoa trái Chúa Thánh Thần. Vậy chỗ nào, nơi nào có sự bình an, có thanh thản, có bác ái, có yêu thương, có chân thiện mỹ, có sự tốt lành, có sự quảng đại, đó là chắc chắn dấu chỉ của Chúa Thánh Thần. Ngược lại, không thể tin là Chúa Thánh Thần ở nơi những người mà Thánh Phaolô nói sau đây: những người dâm bô, những người ô uế, những người phóng đáng, những người thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ghen tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy, thì chắc chắn chống lại Chúa Thánh Thần và không có Chúa Thánh Thần. Cho nên kết luận của việc mừng lễ của chúng ta hôm nay, tôi xin đoàn quyết với anh chị em và chỉ ra một cái cách tốt nhất để chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần, đó là tiếng lương tâm. Tiếng lương tâm, mỗi người đều có tiếng lương tâm âm thầm nhưng mạnh mẽ, cứng rắn, chỉ cho chúng ta, soi sáng cho chúng ta biết rõ điều gì tốt, điều gì xấu, theo đúng mức độ với mỗi người chúng ta. Có tiếng lương tâm khách quan chung trên nguyên tắc, trên lý thuyết, nhưng có tiếng lương tâm thích hợp cho từng người. Và Chúa Thánh Thần là tiếng lương tâm. Lương tâm khích lệ động viên chúng ta, biểu dương chúng ta, khen thưởng chúng ta, mừng vui cho chúng ta khi chúng ta làm điều gì tốt, điều gì hay, điều gì đẹp, đó là hoa trái Chúa Thánh Thần. Và ngược lại, lương tâm là tiếng nói Chúa Thánh Thần nói cho chúng ta một cách không bằng âm thanh, nhưng mọi người chúng ta nghe được Chúa Thánh Thần một cách rõ mồn một, trong từng hành động, trong từng việc làm, trong từng tư tưởng, trong từng dấu kín chúng ta. Tiếng lương tâm Chúa Thánh Thần nói cho chúng ta như thế là xấu, như thế là sai, như thế là không tốt, như thế là thiếu nhiệt thành, thiếu hăng say, thiếu yêu mến, thiếu tin yêu. Và như kia mới là tốt, là hay, là đẹp, là sốt sắng, là nhiệt thành, là phấn khởi, là yêu thương, là lạc quan, là yêu đời và tích cực, là nhiệt thành. Còn ngược lại là tiêu cực, là bi quan, là ca thán, là chê bai, là chửi bới, tất cả những thứ đó cùng với các loại tội lỗi chắc chắn không phải là Chúa Thánh Thần. Vậy Chúa Thánh Thần không ở đâu xa, Chúa Thánh Thần đang ở trong trái tim, trong tâm, trong trí chúng ta, vì chúng ta là đền thờ, là trung tâm Chúa Thánh Thần ngự. Và Chúa Thánh Thần đây là một Thiên Chúa sống động, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa thánh hóa, Thiên Chúa cân tân, Thiên Chúa đổi mới hết mọi người chúng ta. Từ những em bé lười biếng, tới những em bé giỏi giang ngoan ngoãn, tới người giáo dân, tới cụ già, tới tu sĩ, tới linh mục, tới giám mục, Chúa Thánh Thần đang như là lửa đốt lên sự hăng say, sự thánh thiện, sự cao cả nơi từng thành phần chúng ta. Ngược lại, chống lại với Chúa Thánh Thần, sách Tin Mừng nói có những tội chống lại Chúa Thánh Thần thì không bao giờ được tha. Chúng ta không tranh luận về cái việc tội nào mà gọi là Chúa không tha, và tại sao một Thiên Chúa toàn năng tuyệt vời như vậy
quảng đại bao la như vậy, tới mức độ chết trên thập giá mà không tha được một cái tội nhỏ bé mà gọi là tội xúc phạm tới Chúa Thánh Thần. Không phải Thiên Chúa hẹp hòi không tha. Chúng ta phải hiểu, chính chúng ta không muốn tha cho mình. Có những điều xấu, điều tội, điều ác, chúng ta không muốn từ bỏ, tức là không muốn tha, mà cứ tiếp tục ở trong cái tội đó, chẳng khác nào tiếp tục chống lại Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Thánh Thần là tất cả mọi sự tốt lành, thánh thiện, đẹp đẽ, căn thân, cải hóa, đổi mới, thánh thiện, cao cả, mà chúng ta không muốn làm. Và chúng ta cứ ở lại trong những cái mà Thánh Phaolô vừa kể: dâm bôn, ô uế, phóng đáng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác tương tự giống như vậy. Không phải Chúa không tha, nhưng mà từ chúng ta không muốn được tha. Chúng ta biết là xấu, là hậu quả, là chết chóc. Chúng ta không xa tránh, không phòng ngừa, không chừa. Chúng ta tự trước lấy và tự để cho mình phải chịu cái hậu quả chết chóc. Đời đời không muốn được Chúa tha, vì tôi không quyết tâm dốc lòng chừa. Nói theo nghĩa này, rất nhiều người trong chúng ta đang cố tình phạm những tội chống lại Chúa Thánh Thần mà không được tha, vì chúng ta không muốn tha, không muốn sửa đổi. Chúa Thánh Thần là căn tân, là đổi mới. Chúa Thánh Thần là tác tạo, là thánh hóa, là sống động. Những gì tê liệt, những gì thụ động, những người hết lòng nhiệt huyết, hăng say, những gì gọi là buông thả, nản chí, không còn phấn khởi, nhiệt huyết, tất cả những thứ tội đó, Chúa Thánh Thần căn tân đổi mới. Nhưng nhiều người chống lại, không muốn, là do tự người đó không muốn, chứ không phải Chúa Thiên Chúa nói chúng và Chúa Thánh Thần không tha, không đủ quảng đại để tha cho những tội đó. Vậy kính thưa cộng đoàn anh chị em, Chúa Thánh Thần không ở đâu xa. Chúng ta hãy suy gẫm lại, chúng ta có thường xuyên cộng tác với Chúa Thánh Thần hay không? Hay là thường xuyên chúng ta chống đối lại Chúa Thánh Thần? Trong gia đình, vợ chồng đối với nhau, cha mẹ đối với con cái, linh mục tu sĩ đối với giáo dân, có nhiều lần Chúa soi sáng cho chúng ta đang làm sai, đang thiếu tinh thần và phải sửa đổi lại thì mới đúng với Chúa Thánh Thần. Nhưng chúng ta thường không nghe, muốn chống lại. Chúa Thánh Thần khuyên bảo người cha, người chồng: hãy kiên nhẫn, hãy quảng đại, hãy bác ái, đừng rượu chè, đừng nóng giận, đừng cục vũ phu, đừng đánh đập. Chúng ta không nghe. Chúa Thánh Thần nhắc nhở qua tiếng lương tâm, khuyên những người mẹ, những người vợ, những anh chị em trong gia đình: đừng rượu chè say sưa, đừng cờ bạc, đừng trác táng, đừng ly dị, đừng phá tán gia đình. Chúng ta không nghe, chúng ta chống lại vì theo ý riêng của mình. Tất cả những điều đó gọi là tội chống lại Chúa Thánh Thần. Vậy kính thưa cộng đoàn anh chị em, hôm nay chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa và hãy quay trở về sống với Chúa Thánh Thần, để mỗi người chúng ta trở thành đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là đền thờ chết, đền thờ vô tri vô giác. Và đó làm cho Chúa của chúng ta hân hoan vui mừng. Và đây cũng là cái kết luận của chúng ta rút ra bài học của ngày lễ hôm nay. Xin Chúa Thánh Thần tác động đổi mới, xin cho chúng con biết ngoan ngoãn vâng theo Chúa Thánh Thần. Và khi làm như vậy, chúng ta sẽ được Chúa ban cho đầy ắp các ân sủng. Vì Chúa Thánh Thần là nguồn của mọi ân sủng, không phải chỉ bày ơn khi chúng ta lãnh nhận bí tích. Tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế giới này đều là ân sủng của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến trong tâm hồn chúng con. Xin cho mọi người chúng con thân tẩy tâm hồn trái tim của mình,
dành một chỗ tốt nhất cho Chúa Ba Ngôi và cách riêng cho Chúa Thánh Thần ngự trị trong lòng chúng con. Amen.